Thưa quý vị, không chỉ là sân chơi bổ ích, cuộc thi Em là phát thanh viên do Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang tổ chức còn là môi trường để cho các thí sinh rèn luyện kỹ năng, thể hiện hết năng khiếu. Từ sự chuyên nghiệp, chỉnh chu trong từng phần thi của ban tổ chức đã tạo được ấn tượng cho các thí sinh khi trải nghiệm cuộc thi Em là phát thanh viên. Đây là một tiết mục văn nghệ của trường tiểu học Kim Đồng. Các thành viên trong đội văn nghệ này, đa số các em đều tham gia cuộc thi Em là phát thanh viên năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Tự tin tỏa sáng và thỏa đam mê với nghệ thuật, đó là những điều mà các em có được sau cuộc thi Em là phát thanh viên. Qua cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ nhất, thì cuộc thi đó đã giúp con trở nên mạnh mẽ hơn, đứng trước đám đông thì tự tin hơn. Cũng giống như là con đi thi các hoạt động ở trường của lớp. Đồng thời đây là một sân chơi bổ ích dành cho con, để con có thể thể hiện được cái năng khiếu của mình trước mọi người và để thể hiện ước mơ phát thanh viên. Đối với những em từng tham gia cuộc thi Em là phát thanh viên năm 2023 chia sẻ, trước đây các em còn khá nhút nhát, sợ đứng trước đám đông. Nhiều em còn cảm thấy tự ti vì bản thân chưa phát âm rõ lời, nên các em không tự tin để tham gia các phong trào cho trường phát động. Qua sự rèn luyện cũng như trải qua những vòng thi của cuộc thi Em là phát thanh viên, các em có được sự tự tin, bản lĩnh hơn. Với sự hướng dẫn của các anh chị là những phát thanh viên chuyên nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, giúp các em có những bước hoàn thiện bản thân hơn. Qua cuộc thi thì giúp con tự tin hơn trước đám đông, có thể phát biểu một cách lưu loát. Trong trường thì sẽ tổ chức những cái hoạt động phong trào, thì thầy cô sẽ mời con lên phát biểu, hát hoặc là múa, nên là con cũng không có rụt rè, cũng không có sợ nữa. Và thi tham gia cuộc thi, niềm vui lớn nhất của con là con được đoạt giải ba. Cùng với việc thể hiện năng khiếu, kỹ năng dẫn chương trình, các em thí sinh học hỏi thêm được nghệ thuật biểu đạt cảm xúc theo vấn đề, nêu chính kiến trong từng bài thuyết trình bằng sắc thái, khuôn mặt, cử chỉ, ánh mắt phù hợp với từng thông tin gửi đến người xem. Cùng với đó, các em còn có thêm kỹ năng xử lý tình huống tốt cũng như điều tiết chương trình diễn ra theo đúng trình tự yêu cầu đề ra. Các phụ huynh cũng bày tỏ ấn tượng về sự chuyên nghiệp trong quá trình tổ chức cuộc thi của ban tổ chức, và đặc biệt là cuộc thi đã đem lại cho các bé những kỹ năng, sự tự tin khi đứng trước đám đông. Em cũng xin cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra sân chơi hết sức là bổ ích, cũng như thấy nó cũng ý nghĩa đối với các bé. Các bé khi mà tham gia thì gặp gỡ được nhiều bạn bè hơn, học hỏi được nhiều cái mới hơn, được tìm hiểu về lịch sử của Kiên Giang mình. Thì em thấy các bé mà bé nào lên thì cũng tự tin hết trơn á. Lúc trước thì bé nó gục ghè, thì khi mà có chương trình tổ chức thì chị muốn cho bé nó trải nghiệm. Mà qua cuộc thi thì chị thấy bé nó tự tin. Nó tự tin thuyết trình hay là một cái hoạt động gì của trường thì bé nó tự tin nhiều hơn. Bên cạnh sự ủng hộ của phụ huynh học sinh khi tạo điều kiện cho các em tham gia cuộc thi Em là phát thanh viên, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang nhận được sự ủng hộ đồng hành của rất nhiều đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ để cuộc thi được tổ chức thành công. Hôm nay công ty cũng tài trợ là cho đài truyền hình hoặc là Kiên Giang, thì cho mấy em nhỏ thiếu nhi để thi là Em là phát thanh viên. Kim Điệp cũng mong muốn đài phát thanh truyền hình Kiên Giang đây sẽ sản xuất nhiều là chương trình hay mới lạ. Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 2 năm 2024. Hãy để các em học sinh có mùa hè thật nhiều trải nghiệm thú vị với vai trò là phát thanh viên nhí.